tỏi trước. Có dầu điều hạt cà ri mình đó hết trơn rồi hay. Hạt cà ri á còn không? Nước dừa, nấu nước dừa trước. Tiếp cả vậy vô. Đường, muối, nêm, nêm mỡ, sạch cũng cả hoài. Đây này thả qua này. Bỏ qua hết rồi. Lửa nhỏ. Nghe đó giống như nước kia ra mặn á. Để lửa nhỏ là nó trong nước nè. Đúng cái xe nè. Cái nước gì thảo điều nè, hạt hạt á. Điều hạt cà ri. Bắt đầu lượt lại nè, lấy cái lượt, lượt lại. Đẹp như mơ luôn. Rồi lỗ ghẻ hoàn thành.